Mời các bạn đến với kênh YouTube của Mr. Guy. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ chưa? Mr. Guy đã bao giờ rồi đó. Bây giờ đang còn trẻ, ít ra là vẫn có một vài người người ta vẫn còn chú ý đến. Nhưng mà giả dụ sau này mình lớn hơn, ví dụ mình 40, 50 tuổi, 60 tuổi, mình già rồi, tất nhiên bọn con nít sẽ không để ý đến mình nữa. Thì làm sao thì chúng ta đã có những cái địa điểm vui chơi dành cho những cái người lớn tuổi. Ví dụ như chúng ta sẽ đi massage này, đi sauna này, để làm sao để tìm lại tuổi thanh xuân, đúng không ạ? Bây giờ em muốn chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về sauna, sông hơi dành cho các bạn đồng tính nam. Có thể các bạn đang xem vlog của Mr. Guy, có thể những bạn lần đầu tiên chưa nghe đến sauna là gì, thì ngày hôm nay Mr. Guy sẽ đem đến cho các bạn tất cả những cái thông tin tất tần tật về sauna dành cho các bạn đồng tính nam. Sauna nó là một cái hình thức dịch vụ mà sông hơi này, rồi là massage cơ thể người. Khi mà vào trong sauna thì các bạn có thể chọn lựa rất là nhiều dịch vụ, ví dụ như là massage này, rồi là sông hơi, rồi các bạn có thể vãn cảnh lung tung các thứ, các bạn có thể nằm ngồi chiêu chiêu trong sauna các bạn ạ. Sauna dành cho người đồng tính thì tất nhiên là chủ yếu thì cũng người đồng tính rồi, đúng không ạ? Và chủ yếu tất cả những các bạn nam, và tùy thuộc vào mỗi sauna thì sẽ có những cái lượng khách khác nhau, và có thể có những sauna chỉ toàn những bạn trẻ thôi, hoặc là có những cái sauna lại toàn người lớn. Thì đấy là tùy thuộc vào cái ngày của từng sauna người ta sẽ ấn định. Có đơn giản là có những cái sauna thì bạn dù là mẫu cơ thể như thế nào thì bạn vẫn thể vào đấy được. Và phí trung bình của mỗi một cái sauna khi mà các bạn đi vào, các bạn có thể chơi từ 4 giờ cho đến 8, 9 giờ tối cũng vẫn được. Và phí trung bình từ khoảng 100.000 đến 200.000 một vé một người vào trong cái sauna đó. Các bạn có thể chơi thoải mái từ chiều đến tối muộn cũng được. Trong sauna thì có rất nhiều dịch vụ, ví dụ như là massage này, sông hơi này, bấm huyệt này. Nếu như các bạn không sử dụng các cái dịch vụ của người ta thì các bạn có thể chỉ đi lung tung, đi xung quanh nhìn những cái bạn đồng tính khác là xem các bạn làm gì. Và trong cái sauna thì nó sẽ có rất là nhiều các khu, ví dụ như là cái khu tối này, tối om, tối mù, tối mịt thì chả thấy ai cả. Rồi là có những cái khu thì lại đèn hơi mờ một chút xíu, như giống như là mấy cái giống như trong Lầu Xanh á các bạn. Có những cái khu như thế, hoặc có những khu là có những cái ghế xích đu là ngồi là thõng thoài này, rồi là ngồi chơi, rồi ngắm nhìn mây bay mọi thứ, nhìn mọi người lướt qua cuộc đời chúng ta. Dịch vụ massage ở các cái sauna sẽ tùy thuộc vào mỗi nơi, người ta sẽ có những cái dịch vụ ví dụ như là full, mà ví dụ như là massage full body, hoặc là massage mình chân, hoặc là massage cơ thể đó. Thì sẽ tùy từng dịch vụ của mỗi sauna sẽ có một cái giá khác nhau. Khi nào mà bạn muốn đến một cái sauna thì bạn cần phải tìm hiểu xem là giá cả ở đó như thế nào, hoặc có thể bạn hãy đến tận nơi và bạn hỏi xem là tôi muốn sử dụng dịch vụ massage thì hết bao nhiêu tiền, massage từ A đến Z hoặc là massage từ A đến Á thì là sẽ bao nhiêu tiền. Tùy từng cơ sở người ta sẽ có những cái mức giá khác nhau dành cho cái dịch vụ massage. Vừa nãy là giới thiệu qua một chút cho các bạn về sauna là gì này, sauna gồm có những dịch vụ gì và phí vào cửa của sauna là khoảng tầm bao nhiêu đó. Và sauna thường thường sẽ có những khung giờ mở khác nhau, ví dụ như là từ 5 giờ đến 10 giờ tối, hoặc là 4 giờ đến 9 giờ tối, tùy thuộc vào sauna. Trước khi lựa chọn một sauna nào để đi thì các bạn cần phải tìm hiểu xem là dịch vụ người ta mở từ mấy giờ đến mấy giờ. Ví dụ như là ở các cái sauna thì người ta sẽ hay đi vào những cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì sẽ rất là đông người. Còn ví dụ những ngày thường thì sẽ ít người hơn. Nếu như bạn là một cái người mà thích đến một cái nơi mà đông người toàn là trai cả thôi thì bạn hãy chọn là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Còn nếu như mà các bạn sợ người, ít người một vài người thì các bạn có thể đến vào trong giữa tuần cũng được. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó. Có thể là một số sauna người ta sẽ đóng cửa vào thứ 2 nên là nhớ đừng có đi vào những cái buổi mà người ta đóng cửa, cẩn thận không có là bạn lại về mất công. Nói túm một cái váy lại là cái gì nhở? Vừa nãy Mr. Guy đã cho các bạn biết rằng là sauna là cái gì rồi đấy. Bây giờ mới là vào chủ đề chính này các bạn này. Vậy tại sao người ta lại đi sauna? Sauna có cái gì vui, có cái gì hấp dẫn mà người ta lại thích đi sauna đến vậy các bạn ơi? Nói chung bên ngoài những cái dịch vụ kia ra rồi thì mọi người đi vào sauna thứ nhất là để ngắm trai. Rất là nhiều các cái bạn đồng tính nam như chúng ta cùng vào sauna không được mặc quần áo nha các bạn. Bắt buộc phải cởi chuồng hết. Cởi chuồng xong rồi làm sao? Người ta sẽ phát cho các bạn một cái khăn. Mình sẽ cầm một cái khăn đấy, mình sẽ đi lại nhong nhong ở trong sauna. Rồi là mình sẽ đi nhìn người nọ người kia, mình đi liếc anh nọ anh kia.
sao mình sẽ đi tìm xem có cái chỗ gì vui không. Có những cái chỗ thì người ta sẽ tối mù tối mịt đi, không có ai thấy hết. Rồi là có những người ta sẽ chia thành những cái phòng nhỏ đấy để mọi người đi vào đứng như là gái lầu xanh vậy đó. Xong rồi mọi người kiểu đứng chờ, xong mình bảo là ủa chờ cái gì đây, chờ hàng đó mà. Đi vào xem là hàng này có vừa mắt không, để quẹt nhau, để cạ nhau một cái. Đa phần mọi người vào sauna là để ngắm nhau trước đã. Trong cái quãng thời gian ví dụ như là từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ tối đi thì chủ yếu là phải ngắm nhau. Và ngắm nhau là rồi làm gì, để tìm cái người mà nó phù hợp với mình. Tìm cái người phù hợp với mình xong mà lại muốn làm gì thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn. Ê nói chung mấy má thử đi sauna một lần đi, vui lắm mấy má. Tôi không thể tả là cái vui đấy như thế nào. Thế nhưng mà để tôi kể cho mấy má nghe mà cái kiểu như này. Có nghĩa là mấy má đi vào bên trong sauna nhá thì mấy má không được mặc quần áo đúng không? Thì kiểu mọi người cứ nhìn nhau ấy, xong mọi người cứ liếc này, xong rồi má có nhiều má đứng á, kiểu như là đứng kiểu chờ chồng á, xong rồi cứ đứng kiểu như gái lầu xanh, xong rồi đi qua để có ai quắc mình không. Buồn cười lắm luôn ấy. Nếu mà chưa đi sauna các bạn nên thử đi sauna một lần nhá các bạn, tại nó vui lắm. Thực ra là vào sauna thì bạn có thể xông hơi, các bạn có thể massage, sử dụng dịch vụ massage của người ta cũng được, không có sao. Hoặc là bạn không làm gì cũng được, các bạn đi vào các bạn ngắm người nọ, các bạn ngắm người kia kiểu thị dâm thôi á, cũng hoàn là không có bất kỳ vấn đề gì hết. Đi sauna chủ yếu là người ta sẽ dành phần lớn thời gian để đi chỗ nọ, đi chỗ kia, đi vào các cái phòng nọ, phòng kia, ngắm người nọ, ngắm người kia, xong quẹt người nọ, người kia. Xong ví dụ bạn thấy ai mà đẹp quá, bạn có thể bóc vú, bóc vú người ta. Hoặc bạn nhìn thấy ai có vẻ tươi tươi, các bạn có thể sờ chim người ta một cái. Nếu như các bạn có nhu cầu, như các bạn là nhu cầu làm đó, các bạn có nhu cầu đó, hoặc là các bạn nhu cầu đấy, thì các bạn có thể tìm một cái phòng nhỏ nào đó, xong hai bạn 69 với nhau. Thì tùy, đó là tùy nhu cầu của mỗi người. Còn đối với Mr. Guy thì Mr. Guy đi thì Mr. Guy ngắm rất là nhiều người đẹp, kiểu body nói chung là ok, nói chung là một người rất đẹp, kiểu mình nhìn mình cũng thích ấy. Cảm giác thị dâm ấy, cảm giác như là được nhìn một cái đẹp ấy, nó cũng cảm giác rất là hưng phấn ấy. Nên nếu là các bạn nào chưa đi thì các bạn có thể tham khảo cái vlog này của Mr. Guy và các bạn hãy thử dành một thời gian hôm nào đó, ví dụ dành cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật gì đó, các bạn cứ thử đến một cái sauna nào đó xem nó có phù hợp với các bạn hay không. Thử đi một lần để cho biết các bạn ơi, vui lắm mấy má ơi. Xông hơi bằng các cái thảo dược cũng được, tùy các bạn. Các bạn vào đấy các bạn muốn làm gì thì các bạn làm. Tùy thuộc vào cảm xúc và đối tượng của các bạn. Biết đâu nhỡ may các bạn lại gặp được một người nào đó ok la thì làm sao, bố ai biết được là cuộc đời sẽ như thế nào đúng không các bạn. Các bạn hãy thử tìm trên Google Maps xem ở Sài Gòn là có sauna nào ok, các bạn thử đi. Sauna mà con nào mà có nhu cầu mà muốn Mr. Guy là bút quảng cáo mà review ấy, giới thiệu về sauna ấy, thì cứ liên hệ với Mr. Guy để Mr. Guy sẽ quảng cáo cho sauna đó nha. Nói chung là Mr. Guy sẽ lấy phí, nó cũng rẻ thôi. Nên là ai có nhu cầu quảng cáo thì nhớ nhắn tin cho Mr. Guy nha. Mr. Guy đảm bảo là quảng cáo review mà Mr. Guy review trong sauna thì đảm bảo là đắt khách luôn. Nói túm lại trong cái vlog này, Mr. Guy muốn đưa đến một cái thông điệp gì? Chúng ta hãy làm mới bản thân đi, chúng ta hãy bỏ qua những cái suy nghĩ mà nó hơi phong kiến một chút xíu. Mr. Guy cầu trời cho các cái cơ sở sauna người ta ăn nên làm ra phát đạt, để sau này 40-50 tuổi thì Mr. Guy vẫn có chỗ để đi chơi, chứ không có là sau này già rồi cũng hơi ít chỗ đi chơi các bạn. Các bạn hãy làm mới bản thân đi, các bạn hãy thử đi đến sauna một lần đi xem là người ta làm gì trong đấy. Các bạn không cần làm gì cũng được, các bạn chỉ cần nhìn xem là người ta làm gì thôi, biết đâu nó để đem đến những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống của các bạn. Cũng có cái chỗ để chơi, các bạn có thể có một địa điểm vui chơi mới dành cho các bạn là BD của chúng ta. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Mr. Guy thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ clip của Mr. Guy cho nhiều người biết nhé. Nếu như mà ở sauna nào mà có muốn nhu cầu mà book lịch em review cho sauna và đăng ký khách thì nhớ alo em nhé, em lấy phí rẻ thôi và là đảm bảo là em mà kể câu chuyện trong sauna là cười vãi chưởng luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.